Hãy uống ngay trà xanh Không Độ, được làm từ trà Thái Nguyên giàu vitamin C và EGCG không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần má đêm đang nhìn về anh. Và em vẫn nhớ những giờ anh đứng chờ trông, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa. Sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em đang chờ đợi anh. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dấu thương mà trên vai anh khóc hoa. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Dành hết.